Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Các bạn, nói chung là dự báo cái cơn mưa, gọi là mưa dài ngày, mưa nhiều ngày và mưa gọi là mưa trên diện rộng ở miền Bắc ấy các bạn. Thì phải nói là ở chỗ mình thì cũng có từ ngày thứ bảy đến ngày hôm nay là thứ hai các bạn nhé. Thì cũng gọi là mưa liên tục ấy, nhưng mà để mà mưa to, để mà mưa chảy ra nước thì có lẽ là cái cơn chiều ngày hôm nay các bạn này. Chiều ngày hôm nay là 11 tháng 9 ấy. Đấy, chắc là nó là cái cơn mà mưa ở chỗ nhà mình thôi, còn nói chung là các nơi, các khu vực ấy thì là mưa vòng vòng, mưa cũng tương đối là to nhé các bạn nhé, mưa tương đối là to. Còn như chỗ nhà mình này nó toàn mưa quanh thôi, ngày hôm qua cũng mưa được khoảng 10 phút, ngày hôm kia cũng mưa được khoảng 10 phút, xong nó lại nắng vẫn to rầm rầm lên mà người trời, thời tiết nó lại nắng. Còn hôm nay thì làm cơn thì tương đối là to, ở rãnh nước là nó có đọng nước rồi và vườn tương đối là đủ ẩm các bạn ạ, và táo thì tương đối là mát nhé. Còn thì tất nhiên rồi, táo nở hoa thì tất nhiên là nhiều bác cũng là lo rồi. Và đặc biệt là rất nhiều các bác, các anh chị, em cũng hỏi từ Yên Bái, Bắc Ninh rồi các nơi khác hỏi xem là táo Đài Loan đậu quả chưa. Đấy thì hôm nay mình trong cái buổi chiều gọi là mưa mát này, đây gửi cho các bạn, các anh chị một chút cái hình ảnh video về cái vườn táo ở chỗ nhà mình, vườn táo nhà mình nhá, để xem là táo đã nở hoa hay chưa. Đấy thì chúng ta sẽ cùng đi vào video này các bạn. Đấy. Mưa xong rồi thời tiết nó rất là mát. Không giống như hôm qua. Thực ra hôm qua nó mưa khoảng 10 phút xong, mưa xong nó rất là oi nóng các bạn nhé. Đấy, cây táo Đài Loan này, xanh mướp, nở hoa cực kỳ rực rỡ, nhưng mà quả thì thực ra là mình chưa thấy đâu các bạn. Đó, Đài Loan này, đây cũng như vậy này, hoa nó nở, nói chung là dã man luôn. Nhưng mà đa phần là nở trước này thì là hoa đực các bạn ạ. Đây là vườn táo nhà một anh ở cái khu vực chỗ sát nhà mình đây. Còn cái đường này là đường ra vườn nhà mình nha các bạn này. Đó, đường vòng ở đây. Thì đây là cái đám Đài Loan mà anh cũng khoanh tương đối lâu rồi các bạn nhé. Đấy, và hoa thì rất là đẹp, làm rất là kỳ công tỉ mỉ luôn đây các bạn. Đó. Đây còn chỉ có xuân thôi. Xuân thì nó đậu rất là nhiều. Táo xuân đậu rất là nhiều đây. Đó. Đây quả nhìn thấy rõ luôn các bạn ạ. Đó, đây quả nhìn rõ. Các quả, các lớp lớp là ok lắm rồi. Còn riêng Đài Loan thì có lẽ là phải chờ khoảng tầm 10 ngày nữa các bạn nhé. 10 ngày nữa sẽ thấy quả. Cơn mưa này có lẽ là nó cũng sẽ mát cây và nó cũng sẽ kích thích hoa luôn đấy các bạn. Đấy, ngọn nó sẽ vươn rất là khỏe luôn và hoa lá cũng sẽ ok đấy. Đấy. Và đi vào sâu phía trong này cũng vậy thôi. Đấy. Đa phần là hoa đực nở trước các bạn ạ. Đấy, đấy, toàn bộ là hoa đực nở trước này. Đây hoa đực này. Và cũng có một số chấm chấm gọi là hoa cái nhưng mà chưa thấy nở, không thấy đậu này. Đây là hoa đực này. Nó giống như là toàn bộ lần nó cái chùm hoa thì cũng đã rực rỡ, nhiều bác cũng bảo là hoa nở tung tóe rồi mà chưa thấy có quả. Bảo vâng, cứ từ từ ăn các bác, đừng sốt ruột nhé. Đó, cứ từ từ ăn, cứ bình tĩnh mà run. Mình đang đi ở dưới gọi là bóng cây và cái gọi là cái nước mưa ấy, nó còn đọng nguyên trên lá này các bạn này. Đây còn quả nhỏ thì nó ra rất là nhiều rồi. Đây. Đó, quả thì đây là táo xuân các bạn nhá, táo xuân. Đây, táo xuân thì nó đậu ra đến quả, đến cả bi phía đầu ngọn này các bạn này. Đó, bi phía đầu ngọn đã nở xong rồi này. Đây, nó đậu xong rồi này. Đó. Đây, đậu chùm luôn. Đây, còn đây những cái lượng quả rất là ok rồi. Thì nhiều bác cũng bảo tầm này mà xuân mà chưa đậu quả to thì khả năng là ra bi rồi, nhưng mình nghĩ là cứ từ từ các bạn ạ, khả năng bi máy bay vẫn còn đấy các bạn nhé, bi máy bay. Đấy, còn Đài Loan thì cứ từ từ nó sẽ nở sau và nó đậu sau thôi. Sau cơn mưa thì có lẽ là nó rất là đẹp rồi. Đấy, còn các bác cũng đã khởi vùng ra để chuẩn bị bón thêm đấy các bạn nhé. Đó. À, bây giờ mình mời các bạn sẽ sang cái vườn mấy cái cây xuân nhà ông anh này và sau đó là xuống cái vườn của nhà mình nhé. Thời tiết này nó sẽ còn mưa nữa các bạn ạ, bởi vì nó còn báo là mưa đến khoảng vài ba ngày nữa cơ. Thực ra hôm nay rất là tiếc là không đi được, bởi vì một vài bác cũng hỏi nói chuyện là mời đi gọi là giao lưu một chút, nhưng mà về cái táo lão này, nhưng mà hôm nay không đi được các bạn ạ, nên là các bác cứ từ từ chờ đợi nhé. Cơn mưa xuống thì cảm giác sức sống nó là có màu xanh và cây lá nó mát mẻ, nó cũng dễ chịu các bạn ạ. À. Nhìn vườn táo thì cũng thấy, cảm thấy cũng thích hơn đấy. À, bây giờ sẽ xuống cái vườn ở dưới của mình đấy nhá.
Tầm này đi ra vào vườn là sẽ dính hơn rất là nhiều các bạn nhé. Đây, quả lượng quả to to thì cũng đã thấy này. Đây còn mấy cây Đài Loan ở phía bên này thì của nhà bác này vẫn đang rất là xanh này. Đấy, cũng đã thúc phân thúc gió rất là mạnh rồi các bạn nhé. Đó, đây rãnh rãnh nước đây. Đó, rãnh này tương đối sâu nhá, mưa cơn này rãnh lúc nó còn nước nó còn ngập lên chỗ này cơ mà. Đấy, còn đây là cây táo nhỏ đấy các bạn. Cây táo giống này. Lên tốt rồi các bạn. Đó, như rau muống luôn các bạn ạ. Đấy, ghép đã lên khỏe như này rồi. Thì các bác cũng cứ bảo gọi bảo có chưa, bảo cứ bình tĩnh. Chưa được đâu, cứ bình tĩnh các bác khác nhá. Đó. Cái lượng lượng mà quả táo đến thời điểm này nhìn thấy rõ thì nói chung là cũng gọi là một số thôi, còn nó ra lớp sau và khoảng tầm 10 ngày nữa thì có lẽ là còn nhiều hơn nữa các bạn ạ. Các bạn có biết cái thời điểm này ra vườn táo sau mưa hoặc là ra cánh đồng sau mưa các bạn thích nhất nghe tiếng gì không? Đó chính là tiếng ếch nhái rồi côn trùng nó kêu ấy. Thực sự là nếu như ở thành phố có lẽ là không có cảm giác và không nghe thấy đâu. Nhưng như và cũng không biết cái cảm giác nó thế, nhưng nghe nó cái âm thanh của thiên nhiên ấy. Thực sự là nó khó diễn tả lắm các bạn ạ. Ếch nhái cọc kẹt nó kêu, đây các bạn nghe thấy rõ không? Nghe thích lắm. Nói chung là mình thích cái âm thanh như này, thích cái điều tự nhiên này, đặc biệt là khi nó thời trời tối nhá, trời tối tắt điện đi chỉ nghe cái âm thanh này thôi đã thích rồi. Đây những cái mầm táo ghép đây các bạn, đây mầm nó đã to, gốc này nó đã to bằng cái ngón tay út rồi các bạn này, gốc nó to bằng ngón tay út và nó cao đến nửa mét hơn rồi này, để ghép nó lên nhanh khỏe, cực kỳ khỏe và cực kỳ nhanh nhé các bạn nhé, lên cứ rất nhanh lắm, đó. Đây các bạn mình đo luôn này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 80 cm rồi đấy. Đó. Lên như rong muống luôn. Đấy, cơn mưa xuống thì cái gì nó cũng tươi tốt cả. Không cần phải bón phân nữa các bạn nhé. Giống như các cụ nhà mình nói rồi, một gọi là một trăm gánh phân thì không bằng một cân nước trời. Đấy, tức là mưa xuống mưa hẳn hoi, mưa của nước trời xuống nó rất là tươi tốt cho cây. Nó rất là thích là thế. Đây còn cây cối thì một thời điểm này nó đã hồi các bạn nhé, tức là đã bón đạm cá này rồi thì các loại ấy, thì cây nó đã hồi và bây giờ cái lượng để mà lá xanh thời điểm này cũng là tương đối là lại cây rồi đấy, và bắt đầu vào nuôi quả rồi. Thì đạm cá đến thời điểm này thì đang thời điểm thúc quả nhé, mình cũng vẫn gửi cho các bạn anh chị em sử dụng đạm cá để thúc quả thúc cây đấy, đấy để cho quả nó lớn. Và đặc biệt nữa là đến cái thời điểm này các bạn này, cái quả này này là cái thời điểm mà quan trọng nhất để xử lý gọi là bệnh phấn trắng ấy. Nếu các bạn mà không phun phòng hoặc là không chịu phun bệnh ấy, là quả nó sẽ bị bao một cái lớp phấn ở đây, nó sẽ bị hỏng quả và ghẻ sẹo, tóm lại là ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nhé. Đó, đây, lượng quả đậu tương đối là nhiều lớp phải không các bạn? Đó. Tất nhiên là thời điểm này nhìn thế này thôi, thưa thưa thế này thôi các bạn nhé, cũng không cần thực ra cũng không cần phải giày chít giày chát đâu, giày sau không vặt được. Đấy, còn thì đây có một hai ba quả chiêm này các bạn này. Đó. Tiếng ếch nhái càng lên trên này thì càng đấy. Quả này thì chắc chắn là ruồi vàng nó sẽ tẩn rồi. Đây, quả này gần chín rồi này, mình mời các bạn thử thức nhá. Trong này xem có ruồi vàng nó đẻ trứng chưa nhá, vì ít quá nên không xử lý đâu. Đây. Đây. Cắn ra ruồi vàng nó nẻ nở trong này rồi này. Đó. Đây, thấy ngọt ngọt rồi các bạn ạ. Đấy cái màu vàng vàng này có khi là ruồi nó ăn còn chưa cả chín là nó châm này, nó cứ quả nào nó sẹo hết vào là châm là hỏng này. Đó đây. Và những cái này thì nếu những quả chiêm các bạn nhé, có ruồi vàng này các bạn vặt đi, các bạn vứt đi xa đi, vứt ra khỏi vườn đi nhé. Thì ruồi vàng nó cũng đỡ cái thì cái mùi quả chín này nó rất là kích thích ruồi vàng nó về, nên các bạn vứt hẳn xa hẳn vườn đi. Thì ok nhé, đừng để đổ dưới rãnh, đừng đổ ấy. Các bạn có thể là vùi dưới đất hoặc là vứt đi xa ra thì nó sẽ đỡ kích thích ruồi vàng nó về. Thế còn thuốc ruồi vàng thì ngày hôm qua hôm nay thì mình vẫn gửi cho các bác rất là nhiều luôn, vì thời điểm này cũng là thời điểm rất là quan trọng mà. Đó, có một cuộc điện thoại đó. Đấy, vừa có một anh em cũng vừa gọi điện hỏi và gửi thuốc đạm cá với cả thuốc bệnh thuốc ruồi vàng nhé, để gửi cho các anh em ở tại Yên Bái các bạn nhé, Lục Yên Yên Bái. Đó. Thì cảm ơn các bác đã anh chị đã đồng hành ủng hộ, thì ngày nào cũng 5-7 đến 10 bác hoặc là có thể hơn nhé. Thì các bác có nhu cầu về thuốc thang bệnh tật các thời điểm này rất quan trọng mà.
thì các bác chỗ không, các bác chỗ không có, hay chỗ các bác mà không có đắc trị thì các bác cứ alo cho mình nhé, thì mình sẽ gửi cho các bác anh chị. Đấy, và thời điểm này các bạn biết không, ra vườn này, rất nhiều cái con này luôn. Ở chỗ các bác nào ăn được con này không? Đó, ốc rất to luôn nhá. Con này rất nhiều nơi ăn được, làm nhân đánh tiết canh ấy, và chế biến cũng rất là ngon, nhưng chỗ quê mình thì không ăn được đâu nhé. Mình cầm quả này để mình vứt đi. Nói chung là con này thì nó cũng không gây hại đâu. Nó cũng, thời điểm này nó cũng, nó tóm lại là nó chỉ hại rau, hại cỏ thôi, nhưng chỗ mình thì không có, nên là táo này thì ok, kệ nó thôi. Đấy, thì sau cơn mưa, tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng và mọi cái sinh vật nó đều cảm thấy rất là tươi tốt, mát mẻ, nên nó kêu rất là to luôn các bạn ạ. Kêu kêu nghe thích tai luôn đấy, phải không các bạn? Đây, còn mình vào phía trong này, những cây đại mật với cả kim đào mật ở trong này xem là lượng quả hoa, lượng quả nó đỗ chưa nhé. Trong này thì những cái cành này là trước đây mình cắt để ghép mắt đấy các bạn, ghép giống ấy, thì nó cũng ra cành non và nó ra hoa luôn này các bạn này. Đó, lá nó rất là bự luôn, hoa đây. Và hoa kia, hoa nó nở đang rất là nhiều các bạn nhé. Hoa nở cực kỳ nhiều luôn rồi, lá to lắm. Còn trong này cũng có một quả táo xuân này, cả muốn chín này các bạn này. Đây mình cũng vặt luôn này, quả này ruồi vàng nó cũng châm lên châm xuống, bởi vì thời điểm này là cái thời điểm mà ruồi vàng nó hoạt động mạnh này, thuốc thang không xử lý này, nên là gần như là rất là sạch luôn. Đó. Đấy, còn khu này thì công nhận đại mật nó ra hoa thì nhiều lắm các bạn ạ, ra hoa cực kỳ nhiều nhé. Còn đậu thì đúng là còn chưa thấy thật. Đó, đây lượng hoa nó ra nhiều lắm, vì lá nó to nên nó cũng che hoa rất là ác nhé. Nên chỗ này sau đấy thì mình, sau một thời gian nữa thì mình cũng lại tỉa cành để gửi cho anh em tiếp tục ghép luôn. Đây, hoa của nó đây các bạn. Mình không vào bên trong nữa, vì đi vào trong nó chạm vào xong nó ướt hết người luôn các bạn. Đây, hoa đại mật đây các bạn này. Hoa của đại mật đây nhé, nở cũng tung tóe rồi. Thì hôm nay các anh các chị cũng được hỏi, cũng bảo hoa đại mật thì đã nở nhiều chưa, và thực ra nó nở rồi nhưng đang nở hoa đực thôi các bác. Đấy, nó chưa đậu đâu, nhìn thì cũng thấy chưa thấy có quả đâu nhé. Đó. Thế như vậy thì hôm nay gửi đến các bạn các anh chị một chút cái tình hình gọi là cơn mưa vàng nhé. Ra ngắm táo và nghe tiếng côn trùng ếch nhái kêu, phải nói là thấy mát mẻ thật. Và với cái tốc độ mưa như này thì cũng là có lẽ là không ảnh hưởng đến táo đâu các bạn ạ. Đấy, mưa xong ngày mai nó lại nắng to bừng lên, nên là táo sẽ ok thôi, bởi vì nó không phải mưa dầm giả xích, nên cũng không lo các bạn nhé, yên tâm thôi. Đấy, thì của táo của các bác thế nào rồi, tình hình ra sao thì cùng comment nhé. Đấy, thì một lần xin chào, cảm ơn các bạn, chúc các bạn sức khỏe tràn đầy niềm vui, luôn đồng hành ủng hộ kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Xin chào, hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.